Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Kính chào quý đại tớ Đức Chúa Trời, kính chào quý cô bác anh chị. Một ngày thánh nhật phước hạnh. Cảm tạ Chúa ngày hôm nay hội thánh Chúa, quý đại tớ Chúa cùng học về Đức Chúa Thánh Linh. Amen. Đứng mà chúng ta khao khát nhất, đứng mà chúng ta ao ước được Ngài, mong muốn khao khát được Ngài đổ đầy nhất. Ngài là quan trọng nhất của hội thánh, Ngài là quan trọng nhất của mỗi một cơn đốc nhân, Ngài là quan trọng nhất của mỗi một tâm linh của chúng ta. Ngài là Đức Chúa Thánh Linh. Cảm tạ Chúa ngày hôm nay ở trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 1 câu 8. Và quý đại tớ Chúa, quý cô bác anh chị em sẽ học về Đức Chúa Thánh Linh. Và khi Đức Chúa Thánh Linh Ngài đến ở trên mỗi một quý đại tớ Chúa, mỗi cô bác anh chị em, thì những điều tuyệt vời gì sẽ đến với chúng ta? Dạ. Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 1 câu 8. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Amen. Cảm tạ Chúa vì trong một câu kinh thánh này, quý vị sẽ được chính Chúa Thánh Linh mang lời của Đức Chúa Trời đến đổ đầy ở trên quý vị, đóng ấn lời của Ngài ở trên quý vị. Và có trong sứ điệp ngày hôm nay về Đức Thánh Linh sẽ có 3 phần như sau. Thứ nhất, đó là khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép. Amen. Như vậy, điều thứ nhất là khi mà Đức Chúa Thánh Linh đến ở trên con dân của Ngài, thì cái điều đầu tiên là Đức Thánh Linh ngự giáng. Amen. Là khi Đức Thánh Linh đến, khi mà quý đại tớ Chúa, quý cô bác anh chị em mà tiếp nhận Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa, Đấng Christ, Đấng Messiah, khi quý vị ăn năn tiếp nhận cứu Chúa vào trong đời sống của mình, làm Chúa, làm vua, làm chủ đời sống của mình, thì Đức Thánh Linh đã ngự giáng vào trong tâm linh của chúng ta. Ngài đóng ấn, Ngài thánh hóa cuộc đời của mỗi một chúng ta. Nhưng mà cái sự mà hằng ngày đi với Chúa thì chúng ta phải cầu xin sự ngự giáng của Ngài, nghĩa là sự tái đổ đầy liên tục Đức Thánh Linh ở trên cuộc đời của chúng ta. Amen. Nên là mỗi ngày quý vị cầu nguyện, nguyện xin Đức Thánh Linh Ngài thăm viếng, Ngài ngự giáng, Ngài tái đổ đầy chính Ngài trên cuộc đời của chúng con. Đây dãy bên trong và bên ngoài. Như vậy, việc đầu tiên là Ngài ngự giáng, hay còn gọi là sự tái đổ đầy của Đức Thánh Linh. Sự tái đổ đầy của Đức Thánh Linh qua sự cầu nguyện, qua đức tin nơi lời của Đức Chúa Trời. Như vậy, việc đầu tiên là cần sự ngự giáng, hay là sự tái đổ đầy của Đức Thánh Linh.
và Chúa nói với các sứ đồ. Khi Ngài môn đồ các sứ đồ và các môn đồ của Ngài, khi Ngài thăng thiên là có 500 người chứng kiến. Nhưng mà sau khi thăng thiên thì Ngài nói rằng hãy chờ đợi để nhận quyền phép từ trên cao. Có nghĩa là nhận Đức Thánh Linh ngự giá, Đức Thánh Linh giáng lâm. Thì trên phòng cao chỉ còn 120 người chờ đợi thôi. Và Chúa nói rằng khi mà Đức Thánh Linh Ngài ngự giá, Ngài thăng thiên, khi mà một người được Đức Thánh Linh ngự giá, được Đức Thánh Linh thăm viếng, được Đức Thánh Linh chạm đến, thì có một điều kèm theo, đó là nhận lấy quyền phép. Amen. Nhận lấy quyền phép. Nhận lấy quyền phép. Như vậy là sự thăm viếng của Chúa, sự ngự giá của Chúa, sự hiện diện của Chúa, và đó là sự tái đổ đầy của Chúa, thì có liên quan đến quyền phép. Như vậy để một đời sống cơ đốc nhân có quyền phép thì cần sự ngự giá của Chúa, là cần sự hiện diện của Chúa, sự tái đổ đầy của Đức Thánh Linh. Nếu mà không có điều đó thì cũng có nghĩa là không có quyền phép, không có thẩm quyền. Cái từ quyền phép này ở trong tiếng Hy Lạp là dynamo hay là dynamic. Cái nghĩa là quyền năng của như cái thùng thuốc nổ ấy, hay là như là máy phát điện ấy, phát ra cái năng lượng liên tục. Còn một từ nữa, từ dosa, nghĩa là thẩm quyền. Thẩm quyền. Quý vị có quyền phép là gồm có quyền năng và có thẩm quyền. Có quyền năng và có thẩm quyền. Cái nhát búa, cái gõ búa của thẩm phán tối cao, đó là cái thẩm quyền quyết định bao nhiêu năm tù, án tử hình hay là án chung thân, hay được bãi bỏ. Nên cái đấy gọi là thẩm quyền khác mà quyền năng khác. Nhưng mà khi Đức Thánh Linh ngự giá, khi Đức Thánh Linh đến ngày tái đổ đầy, thì có quyền phép, là gồm có cả thẩm quyền và quyền phép. Amen. Đây là điều giúp đỡ cho mọi chức vụ, giúp đỡ cho đời sống của mọi cơ đốc nhân. Cho dù ở vị trí, ở địa vị nào, thì cũng đều cần sự ngự giá của Chúa, cần sự tái đổ đầy của Đức Thánh Linh. Và khi Ngài đến thì Ngài mang thẩm quyền và quyền năng đến trên quý vị. Một sứ đồ của Chúa, một đầy tớ của Chúa, và ông giảng là đời sống cơ đốc nhân mà không được nhận thẩm quyền hay là quyền phép của Đức Thánh Linh thì lời cầu nguyện không được nhận. Khi mà Đức Thánh Linh Ngài đến, Ngài thăm viếng, Ngài thăm viếng, Ngài mang thẩm quyền, mang quyền năng của Ngài đến, có rất là nhiều lời cầu nguyện, có rất là nhiều lời cầu nguyện không ở trong Đức Thánh Linh, không có thẩm quyền và không có quyền phép, cứ cầu nguyện và không đạt được những cái điều như là khao khát. Nếu mà một người đến đón con ở trường, trong cái đám đông các em nhỏ như vậy, nhưng mà cái người có nhiều em học rất giỏi, rất đẹp, rất tài năng, rất có năng khiếu, nhưng mà người đó lại không có bổn phận và không có thẩm quyền gì, có đúng không ạ? Không có danh phận gì cả. Nhưng mà nếu mà người đó có thẩm quyền, có quyền làm con, chỉ gần xa chỉ cần vẫy tay nói ba ơi hay là mẹ ơi thì người con đó được nhận lời, có được không ạ? Được đến để được ôm hôn, được chào đón. Và khi mà Đức Thánh Linh đến trên một người, khi mà tiếp nhận Chúa Giêsu và Đức Thánh Linh đến trên người đó, thì Ngài ban cho thẩm quyền, và Kinh Thánh nói rằng cái thẩm quyền đó là quyền làm con, quyền làm con. Và Đức Thánh Linh Ngài đến, Ngài mang thẩm quyền và quyền năng đến ở trên quý vị.
Như vậy đầu tiên là Đức Thánh Linh là đứng ấn chứng, ấn đứng xác nhận là chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Bởi vì chúng ta là con nên Đức Chúa Trời đã ban Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta, và chúng ta kêu Đức Chúa Trời rằng Abba Cha. Abba Cha. Amen. Đây là cái đặc ân. Nên mỗi lần, mỗi ngày có cơ hội, hãy kêu cầu Chúa Thánh Linh, Ngài ngự giá, Ngài đầy dẫy, Ngài tái đổ đầy ở trên mỗi một chúng ta. Xin Ngài đến, Ngài đổ đầy bên trong bên ngoài, Ngài mang thẩm quyền, Ngài mang quyền năng, Ngài mang tấm lòng của Đức Chúa Trời, Ngài mang tình yêu của Đức Chúa Trời, Ngài mang quyền năng của Đức Chúa Trời trên mỗi một chúng ta. Thưa amen. Nên đầu tiên ấy là Đức Thánh Linh sẽ mang đến quyền năng và thẩm quyền. Trong một cái quyền phép nữa, đó là quyền làm con của Đức Chúa Trời. Và Ngài đóng ấn cái quyền đó trong lòng của chúng ta. Ngài xác nhận cái quyền đó ở trong lòng của chúng ta. Nên chúng ta ngay cũng như đêm, đúng không ạ? Trong công việc cũng như là đang quỳ gối, đang đi ở trên đường hay là đang ở hội thánh, thì chúng ta đều có thể nhận lãnh cái thẩm quyền đó. Cái quyền đó rất là quan trọng, thưa quý đệ tớ Chúa. Bởi vì chúng ta đang sống ở dưới một cái thế giới này, có thể là hữu hình nhìn thấy, nhưng mà cũng trong cái thế giới vô hình nữa. Vua Chúa thế gian mở tối, đúng không ạ? Vua Chúa cầm quyền trốn không trung, nhiều cái sự hắc ám vô hình mà chúng ta không nhìn thấy. Nên hãy cầu xin Chúa ngự giá liên tục, có đúng không ạ? Ngài tái đổ đầy và Ngài mang quyền năng và thẩm quyền của Ngài đổ đầy liên tục ở trên mỗi chúng ta. Cầu nguyện Ngài mang cái quyền đó, Ngài ban cái sự đắc thắng liên tục, ban cái sự đắc thắng liên tục, ban cái sự đắc thắng liên tục ở trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Khi Ngài đến, chúng con cầu nguyện khi Ngài mang năng quyền của Ngài đến, thế lửa linh của Ngài cũng bao bọc cho chúng con, bao bọc cho chúng con. Đấy, như vậy trong công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 8, đầu tiên là khi mà Đức Thánh Linh, khi mà Đức Thánh Linh Ngài ngự giá, thì Ngài ban cho mỗi một con dân của Ngài quyền phép. Quyền phép là gồm thẩm quyền và quyền năng. Quý vị amen. Như vậy là chúng ta phải cầu nguyện Chúa ngự giá liên tục, Chúa tái đổ đầy liên tục ở trên mỗi một chúng ta. Amen. Không bao giờ ngừng khao khát Đức Thánh Linh. Chúa nói rằng Ngài sẽ sốt nước ở trên kẻ khác. Amen. Chúng con là những người khao khát Đức Thánh Linh. Chúng con là những người khao khát Đức Thánh Linh. Quý đệ tớ Chúa, quý cô bác anh chị em cùng nhau lớn tiếng. Chúng con là những người khao khát Đức Thánh Linh. Amen. Ngài đến, Ngài đổ đầy ở trên chúng con và Ngài ban thẩm quyền và quyền năng của Ngài trên chúng con. Amen. Loại trừ tất cả mọi quyền lực tâm tối, mọi cái gì không thuộc về Đức Thánh Linh bị loại trừ ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Là chỉ nhận lãnh sự đổ đầy của Đức Thánh Linh và quyền năng, gọi thẩm quyền và quyền phép của Đức Chúa Trời đến ở trên chúng ta. Như vậy là sự thăm viếng của Ngài, sự ngự giá của Ngài, sự tái đổ đầy của Ngài có liên quan đến quyền phép. Amen. Muốn có quyền năng, muốn có thẩm quyền và quyền phép thì hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh. Amen. Đầy dẫy Đức Thánh Linh. Amen. Amen. Như vậy là có một điều có liên quan. Thứ nhất, đó là chính Đức Thánh Linh. Khi Ngài đến, Ngài tái đổ đầy, thì khi Ngài ngự giá, Ngài đến, thì Ngài mang quyền năng, quyền phép, thẩm quyền ở trên mỗi một chúng ta. Kinh Thánh nói không loại trừ một ai, tất cả cơ đốc nhân tin vào Đức Thánh Linh, tin vào Đức Chúa Giêsu, tin vào Đức Chúa Trời, tin vào lời của Đức Chúa Trời đều nhận điều này. Amen. Amen.
Amen. Là như vậy là đầu tiên Đức Thánh Linh khi ngài đến, ngài sẽ mang quyền năng, quyền phép hay gọi là thẩm quyền đến ở trên mỗi một quý đầy tớ Chúa. Amen. Hãy tin điều này, bởi vì lời của Đức Chúa Trời là chân lý. Điều gì mỗi miệng ngài phán hứa thì tay ngài có quyền làm cho. Amen. À, Đức Chúa Trời không phải là loài người mà ngài nói dối, nên ngài thanh tín với lời của ngài. Amen. Cảm ơn Chúa. Như thế là việc đầu tiên là khao khát Đức Thánh Linh liên tục. Ngài ngư giáng, ngài đến thăm viếng, ngài tái độ đầy bên trong và bên ngoài. Và khi ngài đến như vậy thì ngài mang quyền năng, quyền phép hay còn gọi là thẩm quyền ở trên mỗi một quý vị. Quý vị cầu nguyện có thẩm quyền, quý vị đọc kinh thánh có thẩm quyền, quý vị thi hành chức vụ có quyền phép. Hãy tin như vậy. Hãy tin như vậy, tất cả mọi người đều được, bởi vì đều có Đức Thánh Linh. Amen. Hãy khao khát sự tái đổi này ngài. Amen. Amen. Thứ nhất. Điều thứ hai, tiếp tục quan trọng hơn nữa. Điều thứ hai quan trọng hơn nữa. Khi các người đã đổ đầy Thánh Linh, đã nhận được quyền phép rồi, các người sẽ làm chứng về ta. Làm chứng về Đức Chúa Giêsu Christ. Khi mà mỗi quý đệ tớ Chúa, mỗi quý cô bác anh chị em, bất kỳ tôi tớ Chúa nào ở trên mọi quốc gia, mọi lãnh thổ đã có đầy dây Thánh Linh, có quyền phép của Đức Thánh Linh, thì hãy làm chứng về Đức Chúa Giêsu Christ. Không làm chứng về bản thân của mình, không phải làm chứng về tổ chức giáo hội hay là gì cả, nhưng mà có quyền phép hãy làm chứng về Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Làm chứng về Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng mà quan trọng hơn ở từ này. Từ này đó là từ Matthew, nghĩa là chứng nhân hay còn gọi là tuân đạo. Tuân đạo. Người tuân đạo đầu tiên trong kinh thánh đó là Ê-tiên. Kinh thánh tiếng Hebrew còn gọi là kẻ tuân đạo. Khi mà Phao-lô có lúc đó là Sau-lơ làm chứng kẻ tuân đạo bị ném đá chết. Đầu tiên khi Đức Thánh Linh đến ở trên quý đệ tớ Chúa, trên quý cô bác anh chị em, quý vị sẽ có quyền phép, nghĩa là có quyền năng và thẩm quyền. Nhưng mà chưa dừng lại ở đấy đâu quý vị ạ. Chỉ làm cầu nguyện giải cứu, cầu nguyện chữa lành, cầu nguyện đuổi quỷ, cầu nguyện sức dầu, làm những cái dấu kỳ phép lạ lớn. Chưa phải đó là kết thúc. Đấy mới là khởi đầu của Đức Thánh Linh thôi. Còn điều thứ hai đây mới là tiếp tục quan trọng. Đó là Đức Thánh Linh đến sẽ khiến những người được ngài lựa chọn, những người tin nhận xác quyết được ngài trở nên chứng nhân hay còn gọi là người tuân đạo. Tuân đạo là sao? Tuân đạo là sẵn sàng chấp nhận để Chúa sai đi và sẵn sàng có thể chết vì đức tin. Có thể sẵn sàng chết vì Chúa, sẵn sàng chết vì tin lành của vương quốc Đức Chúa Trời. Các sứ giả ở trong các quốc gia phấn hưng như là Indonesia, như là Hàn Quốc, các đầy tớ Chúa, họ nắm lấy câu kinh thánh này. Một đời sống đầy dẫy Thánh Linh, một đời sống tuân đạo. Từ khi đầy tớ Chúa, từ khi cô bác anh chị, khi mà đã có tinh thần tuân đạo nhé, không bao giờ đã dám chết cho Chúa, đã dám sống và dám chết cho Chúa, thì lúc đó không bao giờ còn than van nữa. Ôi khổ quá, ôi đói quá, ôi nghèo quá, ôi bệnh quá, mệt quá. Sẽ những cái điều đó nó sẽ trốn đi. Bởi vì khi mà Thánh Linh, quyền phép, quyền năng và thẩm quyền của ngài đến, ngài khiến người sẵn sàng làm chứng cho ngài, đã sẵn sàng chết cho ngài, thì những cái kia điều còn lại, dâng hiến, phục vụ Chúa, những cái sự khó khăn thì nó trở nên nhỏ đi so với dám
chết cho Chúa. Thật lòng mà như vậy. Tôi học cái trường đó. Những đầy tớ Chúa là những người thật sự là dám tuân đạo cho Chúa. Thầy hiệu trưởng của chúng tôi bán nhà là người Hàn Quốc, bán nhà bên Mỹ, bán công ty, dẫn vợ, dẫn con sang Trung Quốc học hiệu Chúa. Ông mở cái trường ở đó, trường thần học ở đó, bắt bớ thảm khốc. Ông vừa đào tạo những khóa đầu tiên và đào tạo 3 năm rưỡi, nhưng mà năm thứ 2 ông vừa giảng xong, ông lên đường cao tốc và xe đâm chết. Bà vợ khóc, bà mục sư khóc, nói Chúa ơi, hai đứa con đang học ở trường thần học, đang học tiến sĩ thần học, một đứa nhỏ thì bị bệnh đau, bây giờ chúng con bán nhà, bán cửa, bán doanh nghiệp sang bên đây để phục vụ Ngài. Bây giờ Ngài cất chồng con đi, công việc của Ngài tiếp tục ra làm sao? Và các thầy trò cùng nhau khóc, khóc, khóc với Chúa. Và đúng là như vậy, máu của người tuần đạo là hạt giống của tin lành. Và khi nghe như vậy, tất cả những đầy tớ Chúa, những nhà truyền giáo, những nhà giải kinh, những người danh tiếng ở trên thế giới, họ nghe được cái tin đó, họ tự bỏ tiền túi ra, họ tự làm visa, họ sang đó, mỗi người dạy 3 ngày, xong lại đi về. Và bà mục sư quy xuống khóc, nói là thưa Chúa, nếu mà chỉ một mình chồng con thôi thì chỉ có một vài người công tác, nhưng mà bây giờ chồng con đã được Ngài cất đi, và máu của người tuân đạo là hạt giống của tin lành. Bây giờ hàng chục hàng trăm các đầy tớ lớn của Chúa đã quan tâm, đã đến để mà dự phần dạy ở trong cái trường đó. Rất là biết ơn Chúa. Hallelujah. Như vậy là Chúa có chương trình tốt này. Kể ra đời sống của chúng ta, mỗi một chúng ta, nếu mà nếm trải được cái sự thương khó của Chúa Giê-xu ấy, Ngài trả giá cho mỗi một chúng ta, thì thật sự là chúng ta không tiếc gì đến Ngài. Bởi vì Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, Ngài ở ngôi vị cao nhất, Ngài đã hạ mình thấp nhất xuống cái thế gian hắc ám tăm tối này. Ngài chết trên thập tự giá là cái hình phạt thảm khốc nhất của nhân loại, để máu và sự sống của Ngài để cứu lại cuộc đời của chúng ta. Rồi Ngài ban Thánh Linh, Ngài xác nhận rằng còn Thánh Linh trong cuộc đời của chúng ta là còn thuộc về Ngài. Và Thánh Linh đến, Ngài ban thẩm quyền, quyền năng, quyền phép cho chúng ta, và đổ đầy tình yêu và ý muốn của Đức Chúa Trời trên chúng ta, để chúng ta trở nên giống Chúa Giê-xu. Chúng ta dám sống và dám chết cho Ngài. Không phải ai muốn tuần đạo thì tuần đạo đâu, phải có cái sự kêu gọi đặc biệt của Đức Chúa Trời cho Ngài. Đầy tớ Chúa rằng mỗi người chăn, mỗi một mục sư phải giảng cho các anh chị em của mình về thiên đàng, bởi vì cái đó là đích đến cuối cùng của cơ đốc nhân. Và người được ban thưởng nhiều nhất trong nước Chúa đó là người tuân đạo cho Chúa. Có đúng không ạ? Đến cả sự sống của họ còn không tiếc, thì cái vấn đề dâng hiến tài chính, dâng hiến thời gian, cầu nguyện, cầu thay, làm công việc nhà Chúa là quá nhỏ so với sự sống. Có đúng không ạ? Như vậy, Đức Thánh Linh đến, Ngài mang quyền phép đến, Ngài mang thẩm quyền và quyền năng đến, không phải chỉ dừng ở đó. Mức thứ hai nữa là Ngài khiến những người sẵn sàng đầu phục trở nên những người dám chết cho Ngài, dám hy sinh, dám tân hiến, tân đạo cho Ngài. Cái đó là điều thứ hai. Điều này là vô cùng cao trọng. Đây là điều vô cùng cao trọng. Còn tiếp tục nữa, điều thứ nhất là Ngài ngự giáng. Ngài đầy dẫy, Ngài mang thẩm quyền, quyền năng, quyền phép của Ngài đến. Thứ hai, Đức Thánh Linh đến, Ngài khiến chúng ta yêu Ngài,
đáp ứng lời sự kêu gọi, sẵn sàng cho Chúa và sẵn sàng tuân đạo cho Ngài. Đó là điều thứ hai. Nhưng mà còn điều tiếp theo nữa. Làm chứng về Chúa Giêsu ở tại thành Jerusalem. Tại thành Jerusalem. Ở thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến tận cùng trái đất. Ở đây có nói Jerusalem, có nói về người thân của mình, có nói Giu-đê, nói những cái thành phần rất là cao trọng, cao cấp. Những giáo sư, tiến sĩ, những đại gia có rất nhiều thành phần. Nói đến xứ Samari, nói đến xứ ô uế bị khinh thường. Không chỉ là gia đình, không chỉ là những người quan chức, những lãnh đạo, những đại gia, thương gia, không phải những người đau ốm, bệnh tật bị ruồng bỏ các em, nhưng mà cả đến cùng trái đất nữa. Các lời tớ Chúa giải thích cái điều này nhé. Không phải quý vị, Kinh Thánh nói là làm chứng đến tận cùng trái đất là quý vị phải mua vé máy bay đi hết nước này, nước kia, đến Bắc Cực, Nam Cực hay là đến nơi nào mới là tận cùng trái đất đâu. Cái câu này nguyên nghĩa là như thế này này. Khi Đức Chúa Thánh Linh đến, Ngài mang thẩm quyền, Ngài mang quyền năng, quyền phép đến. Thứ hai, Đức Thánh Linh đến, Ngài khiến chúng ta có thể yêu Chúa, dám sống, dám hy sinh, dám tuân hiến, tuân đạo cho Chúa. Thứ ba, chúng ta có thể đồng hành, đồng công cùng với Chúa. Tận cùng trái đất là như giống như hôm nay là ngày cuối cùng của con rồi đó. Quý vị có hiểu không ạ? Có thể tớ nói, Chúa nói rằng đang trên đường đi giảng, đang trên đường đi làm việc Chúa, sẽ đánh dầm một cái về với Chúa. Hoặc là có gì xảy ra đấy trong tích tắc thôi. Quý vị có hiểu không ạ? Chúa ban phước cho quý đầy tớ Chúa, quý cô bác anh chị em có thể sống 80 tuổi hay 100 tuổi đều cảm ơn Chúa. Nhưng mà phải luôn luôn ở tin rằng ngay cái lúc này mình luôn có sự mật thiết đấy ngài, có sự đóng ấn, có sự bảo chứng của Đức Thánh Linh. Bất kỳ chúng ta thờ phượng Chúa, đang hầu việc Chúa, hay bất kỳ lúc nào cũng có thể đây là nơi cuối cùng rồi. Bất kỳ ngày nào cũng phải như ngày sẵn sàng. Ngài kêu gọi bất kỳ lúc nào thì chúng ta đã có sự sẵn sàng. Đã có sự sẵn sàng. Đây không phải nói về sự tiêu cực. Nhưng mà hãy nhớ rằng khi Đức Thánh Linh đến, Ngài đổ đầy, Ngài đổ đầy thẩm quyền, năng quyền và quyền phép của Đức Chúa Trời. Khi Đức Thánh Linh đến, Ngài khiến quý vị yêu Chúa, có thể sống, có thể chết cho Chúa. Và khi Đức Thánh Linh đến, đồng hành, đồng công của quý vị phải sẵn sàng như bất kỳ lúc nào cũng là nơi tận cùng. Ngài gọi bất kỳ lúc nào thì cũng đã sẵn lòng. Có một lần tôi cầu nguyện, và tôi không biết đây là lời cầu nguyện đúng hay sai, và có một điều đã xảy ra. Trong phòng cầu nguyện như vậy, và tôi cầu nguyện, thưa Chúa, các cơ đốc nhân cần Chúa như thế nào? Và khi tôi đang cầu nguyện như vậy, tôi cảm tưởng như ở trong máu của tôi ấy, trong máu, trong tim, trong phổi, trong não, nó mất hết không khí quý vị ạ. Nó không giống như nín thở. Nếu mà nó nín thở ấy, thì mình còn nhịn được một phút hơn một phút. Vì có hiểu không ạ? Nhưng mà giống như là Chúa lấy cái hơi thở, lấy cái oxy ở trong máu ấy. Và lúc ở trên cái phòng cầu nguyện đấy, tôi dậy như con cá vậy đó. Tôi nói Chúa ơi, cứu con, Chúa ơi, cứu con. Và Chúa cho từ từ hồi phục lại. Chúa là Chúa sự sống của chúng ta. Chúa là Chúa của tình yêu, Chúa của quyền năng,
Chúa của sự kêu gọi, nhưng Ngài cũng là Chúa sự sống của mỗi một chúng ta. Ngài đến, Ngài ban quyền năng, quyền phép. Ngài đến, Ngài ban tình yêu để chúng ta yêu Chúa Giêsu, nói về Chúa Giêsu bằng cả sự sống và đôi khi cả tất hiến cho Chúa. Ngài đến để đồng hành, đồng công cùng với chúng ta. Và mỗi ngày, mỗi lúc giống như là cuối cùng của đất. Khi nào mà Ngài kêu gọi thì đã có sự sẵn sàng. Sẵn sàng. Nếu mà có tinh thần như thế này, thì thật sự là những sứ giả của Chúa. Mình không còn phải than vãn, đúng không ạ? Không còn phải ích kỷ, không còn phải toan tính trong sự dân hiến, toan tính trong thời gian của Ngài, toan tính cái vấn đề nhóm lại thờ phượng, tôn vinh hay hầu việc Chúa. Bởi vì mình không biết lúc nào là cuối cùng của đất. Không biết lúc nào là Ngài nói hết chương trình con về nơi, về đứng yêu thương con. Có đúng không ạ? Nên từ trước như thế nào quý vị đã yêu Chúa, đã yêu mến Chúa, đã vâng phục Chúa, đã khao khát Chúa, đã có những sự trung tín, thì ngày hôm nay quý đệ tớ Chúa, quý cô bác anh chị em được học về Đức Chúa Thánh Linh ở trong Công vụ các sứ đồ đồ đoạn 1 câu 8. Đức Chúa Thánh Linh là quan trọng nhất của cuộc đời mỗi một chúng ta. Ngài đến để Ngài xác nhận chúng ta có quyền làm con của Đức Chúa Trời. Và Ngài mang đến quyền năng, quyền phép và thẩm quyền cho mỗi một quý vị. Ngài đến, Ngài đặt tấm lòng yêu thương của Đức Chúa Trời, Ngài đặt tình yêu, ý muốn của Đức Chúa Trời trong lòng quý vị, để quý vị nói về Chúa Giêsu, kể cả chết vì Ngài. Tiếp theo, khi Đức Thánh Linh đến, chúng ta được đồng hành, đồng công cùng Ngài. Bất kỳ nơi nào Ngài sai phái, Ngài kêu gọi. Và mỗi một ngày, mỗi một lúc thi hành chức vụ, mỗi một nơi chúng ta đi, hoặc là mỗi một lần chúng ta học về Chúa, chúng ta hãy sẵn sàng như đấy là nơi cuối cùng. Hãy làm như là làm lần cuối cùng. Hãy làm hết lòng. Và sẵn sàng biết rằng đời sống của chúng ta là mật thiết với Đức Thánh Linh. Và bất kỳ lúc nào Ngài kêu gọi thì đã có sự sẵn sàng. Đã có sự sẵn sàng. Đức Chúa Thánh Linh vô cùng, vô cùng còn gọi là tối quan trọng. Hỡi quý đệ tớ Chúa, hỡi quý cô bác anh chị em, chúng ta hãy khao khát Đức Thánh Linh. Chúng ta hãy yêu mến Đức Thánh Linh. Kêu cầu để được Ngài ngự giá, Ngài đổ đầy Đức Thánh Linh. Quý vị có thấy Đức Chúa Giêsu đầy dây Đức Thánh Linh? Đầy dây Đức Thánh Linh. Một Lazarơ chết 4 ngày rồi, đã hoại tử rồi, hôi thối rồi, không bao giờ còn cơ hội sống. Như một lời phán thôi, Chúa Giêsu nói rằng lời của ta là thần linh và sự sống. Khi lời của Chúa Giêsu được thực thi thì Thánh Linh quyền phép của Ngài cập theo lời để làm cho thành hiện thực. Quý vị khi cầu nguyện trong Đức Thánh Linh, quý vị cầu nguyện bởi lời của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Chúa thì Ngài thực hiện. Ngài làm cho lời của quý vị cầu nguyện được thành toàn. Như vậy, cảm tạ Chúa, ngày hôm nay quý hội thánh, quý đầy tớ Chúa, quý cô bác anh chị, hôm nay Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 8 một lần nữa với sứ điệp, với chủ đề là Đức Thánh Linh. Chỉ duy nhất Đức Thánh Linh, khi Ngài đến, Ngài ngự giáng, Ngài tái đổ đầy và Ngài mang thẩm quyền, quyền năng và quyền phép đến. Đức Thánh Linh, Ngài đến, Ngài mang tình yêu của Đức Chúa Trời đến để chúng ta có thể phục vụ Chúa, nói về Chúa, kể cả tuần đạo cho Ngài. Đức Thánh Linh đến để chúng ta được đồng hành, đồng công cùng Ngài.
và sẵn sàng lúc nào cũng giống như là ngày tận cùng của đất, lúc nào cũng có thể sẵn sàng với ngài. Cái điều mà chúng ta mong đợi nhất ở trên đất đó là một ngày nào đó chúng ta sẽ được dự tiệc cưới trên con ở trên trời. Và Đức Thánh Linh, quý vị đọc Khải Huyền từ đầu đến cuối Khải Huyền đều nói rằng Đức Thánh Linh phán, Đức Thánh Linh có quyền, Đức Thánh Linh nói ta nếu con thắng sẽ ngồi trên ngai cùng với ta giống như ta đã thắng đang ngồi trên ngai cùng với cha. Nếu con thắng sẽ được điều này, sẽ được điều kia. Nếu con thắng, chính ta sẽ ban thưởng cho con. Đức Thánh Linh là tối quan trọng, từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Đức Thánh Linh có được tôn trọng từ đời này cho đến đời đời. Kinh Thánh cho nói rằng chớ dập tắt Thánh Linh, chớ coi, chớ khinh rẻ các lời tiên tri, chớ làm buồn Đức Thánh Linh, bởi vì Ngài ấn chứng cho chúng ta đến ngày cứu chuộc. Ai mà phạm thường đến Đức Thánh Linh thì đời này cho đến đời đời không được tha. Chính tỏ Đức Chúa Giêsu rất tôn cao Đức Thánh Linh. Và khi Đức Thánh Linh đến thì Ngài lại khiến chúng ta tôn cao Đức Chúa Giêsu và nói về sự cứu chuộc tình yêu của Chúa Giêsu đến khắp tận. Trân trọng kính mời toàn thể hội thánh cùng đứng dậy và chúng ta cầu nguyện để Đức Thánh Linh Ngài ngự giáng, Ngài thăm viếng, Ngài tái ở đây ở trên mỗi một quý vị. Quý vị nhận lấy quyền phép của Đức Thánh Linh và Chúa mang tình yêu của Đức Chúa Trời và chúng ta sẵn sàng, luôn luôn sẵn sàng cho vương quốc Đức Chúa Trời. Amen. Hallelujah, amen. 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 Chúa. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.